Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Tập 13. Tổ Ứng Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ứng Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ứng Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Năm ngoái ở Đài Xanh, năm nay tại cư sĩ Lâm, hai lượt cảm ứng đều đáng cảm hóa kẻ ngu tục. Phàm làm công đức vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng,
bất tức phải đổi thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ích lợi dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được, hễ niệm liền được lợi ích. Dương Giám Định ở Tô Châu khom mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm thánh hiệu Quán Âm. Gà lính ấy không thích được quý chào, bèn vung đao chém xuống. Đây chính là oan gia đời trước khiến cho ông ta bị toát da đầu. Đao chạm đến da đầu liền trượt ngang, da đầu đã toạc chảy máu rất nhiều, nhưng xương đỉnh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trượt ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Do vậy, biết trong thời thế nguy hiểm nhất hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Những kẻ khoe kỳ đua là đều chẳng chú trọng cứu khổ nạn, mà chú trọng tỏ lộ chính mình trí thức cao siêu. Các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Hoa Nghiêm, số đến vô lượng vô biên, đều vâng lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy, dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc để mong viên mãn Phật quả. Những vị ấy là người như thế nào? Chuyện ấy là chuyện như thế nào? Huống chi bọn ta gặp phải đại kiếp đao binh từ ngàn xưa chưa hề có, hả nên đổi niệm Phật thành niệm kinh ư? Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được vạn sanh thì lại càng thua xa lắm. Vì thế hãy nên uyển chuyển khuyên huệ giáp vẫn chú trọng chiếu theo quy cách cũ, vừa dễ làm mà lại lợi ích nhiều lắm. Pháp danh của 13 người được viết trong tờ giấy khác, đã nhận được món tiền bố thí của ông và của họ, cảm ơn. Nay gửi cho các ông một gói Long Thư Tịnh Độ Văn, tổng cộng là 14 cuốn. Nếu ai xem được thì đưa cho họ, bảo họ phải cung kính chớ có khinh nhờn. Chẳng đọc được thì xin hãy thay quan tặng cho người khác để tạo phước cho người ấy. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ rầy đừng giới thiệu người khác đến quy y vì không có sức thù tiếp. Nay tôi ở Linh Nham, dẫu không có một đồng nào cũng sống được, chứ không phải như ở chùa Bá Quốc, mọi người đều do quan cung cấp. Lá thư số 134, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bạn chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng, nhưng thật sự là sai. Chớ nên đọc, cũng chớ nên lưu truyền, vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí làm người hoại pháp cùng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tượng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này mồ nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tượng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Bình phục 10 phần quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế quyết có thể mong chi lành mạnh được, hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ
chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao cho hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao cho này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần thì có thể lấy 1/6 lượng cho bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, sẽ gặn lấy nước trong chút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem số cho còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong nên thêm nước vào để chát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Ngày mùng 10 tháng 9 năm Ất Hợi 1935. Lá thư số 135, thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương, thư thứ nhất. Nhận được thư, khôn ngăn cảm kích hổ thẹn. Quan là ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, đối với thiền lẫn giáo đều chẳng theo đuổi được, chỉ nương nhờ quy hướng pháp niệm Phật. Đối với chuyện làm thầy người khác, thật chẳng dám chấp nhận bừa bãi. Cũng có người do lầm nghe theo kẻ khác xin đặt pháp danh, quan cũng ngượng ngùng đáp ứng, là vì mong họ sanh lòng tin đối với Phật pháp, gieo thiện căn, chứ không phải là quan có thể làm thầy người khác được. Còn như các hạ thiền giáo điều thông, giới hành tinh nghiêm, giữ vững 8 giới, thường chỉ ăn ngọ. Quan còn chưa thể giữ lệ ăn ngọ được. Nếu lúc này mau muội nhận lời, mai sau chắc ông chẳng tận mặt thoá mà, ác cũng sẽ hối hận thời trước không xét kỹ, đến nỗi đối với chuyện cầu phước điền lại đâm ra trở thành hành động khinh tăng mạng pháp. Vì thế chẳng thể không nói duyên do, mong ông hãy chuyển sang lệ bái bậc cao nhân, ngõ hầu được lợi ích lớn lao. Lại do ông mong được một lời nói để minh tâm, cũng chẳng dám kinh xuất dễ dàng nói ra. Nếu đối với người chưa hiểu Phật pháp mà giảng đại lược lý tánh, chắc cũng còn tạm nói được. Chữ nói đúng theo sự thật thì minh tâm, nhưng chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nào ai dám tự phụ. Do vậy mong các hạ hãy tự xét. Nếu quả thật đạt đến chỗ như Lục Tổ nghe câu, không nên trụ vào đâu mà sanh tâm. Bàn cư sĩ nghe câu, đời ông một hơi uống sạch nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông. Sư Đại Huệ nghe câu, gió nồm thổi từ phía nam đến, điện gác thành mát mẻ thì mới được. Nếu không, nào dám nói bừa chuyện minh tâm. Quan vốn là một ông tăng kém hiền, chẳng dám nói lời quá lố, cũng chẳng dám tân bốt người khác quá mức, vì thế mới nói ra câu đụng chạm này.
Còn như sáu bài bút ký như ông đã nói thì đều hay cả. Chỉ có hai câu của Lục Tổ và Thần Tú thì chưa nêu ra điều hại, lẽ tệ, xin viết thêm vào. Lời của Tú Đại Sư tuy về mặt ngộ thì chưa ngộ, nhưng nếu y theo điều có ích. Lời của Lục Tổ nếu chưa thực chứng mà y theo sẽ bị họa chẳng càng. Mong hãy rủ lòng xét rõ, viết vào đêm 30 Tết dưới đèn. Lá thư số 136, thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương, thư thứ hai. Cung kính tượng Phật bằng đất nặng hay gỗ tràm như đức Phật thật, chắc chắn sẽ có thể thành Phật, huống là mong thành tựu những điều khác ư? Quan chỉ là một bức tượng bằng đất bằng gỗ mà thôi. Ông cứ muốn kính trọng như một vị Phật thì cũng chỉ tùy ông, chứ hình hài đất gỗ vẫn chẳng thay đổi. Sở dĩ ông được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ là do lòng kính của ông cảm nên. Nấy đặt pháp danh cho ông là Huệ Tu, nghĩa là dùng trí huệ tu tập pháp tự lợi lời tha. Chớ nên nghĩ pháp tự lợi lời tha vừa nói đó là quá lớn, quá cao, quá sâu. Nó chính là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi. Nguyên do của nỗi loạn lạc cùng cực hiện thời là vì chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Giáo dục trong gia đình càng phải chú trọng nhân quả báo ứng và dạy dỗ con cái. Ông hãy nên tùy phần tùy sức bảo hết thầy mọi người các sự lý này, thì đối với Phật Pháp, đối với Nho giáo đều được hữu ích. Ngộ đạo dễ dàng, chứng đạo thật khó. Người đời nay phần nhiều đều chưa ngộ thật sự, chỉ lờ mờ, phạn phất, biết được chút phần, liền tưởng không có sanh tử để thoát, chẳng có Phật đạo để thành, mặc sức phóng túng, tương lai đều nằm tù diễm la. Đến lúc ấy mới biết cái ngộ, giác ngộ thở trước chính là ngộ lầm lạc vậy. Ông sau khi đã ngộ được câu vốn không có một vật, bèn xét kỹ tập khí tam độc chẳng dễ tiêu trừ, quy tâm tịnh độ để cầu liệu thoát trong đời này. Có thể nói là đã có thiện căn từ xưa. Những kẻ thông minh tự phụ chẳng chịu độ công phu thật sự, rốt cuộc tự thành lừa mình dối người, nào có hạn lượng. Nguyện ông từ đầu đến cuối giữ mãi chí này, cùng với Linh Từ và vợ con, cùng niệm Di Đà, cùng sanh tịnh độ, ngõ hầu chẳng uổng phí cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con, ngàn muôn phần trở nên khởi ý tưởng đoạn diệt. Nếu gặp tai họa bất chắc, không tìm được cách nào thì cũng nên chí thành cầu Phật gia bì để mong miệng thoát. Dẫu cho định nghiệp khó tránh, cũng nên một niềm dốc lòng thành liền được tiếp dẫn, chứ đâu phải do 7 ngày không ăn mới đạt được. Đã mang sẵn ý tưởng ấy chính là đã có căn cội ma, cho nên tôi phải nói toạc ra. 20 đồng ông đã gửi sẽ viết thư cho Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình tại Thượng Hải, nhờ sư thay tôi gửi cho ông 4 gói Quán Âm Tùng, 3 gói Gia Ngôn Lục, 3 gói Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú. Đợi tới năm sau Cảm Ứng Thiên Trực Giảng được in ra, sẽ gửi cho ông 1-2 gói để giúp dạy dỗ con cái, giáo hóa xóm làng.
Tháng 3 năm sau, Quang Sệ sang Thượng Hải để hoàn tất việc in sách. Trong mùa thu sẽ làm một kẻ đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc trọn chẳng có chỗ nhất định để tiện chuyên tâm niệm Phật, khỏi phải thù tiếp thư từ kẻo hỏng đại sự của tôi. Sau này có muốn thịnh kinh sách, xin hãy gửi thẳng khoản tiền ấy cho Hòa Thượng Chân Đạt, chùa Thái Bình, Bến Trần Gia, Thượng Hải, thâu nhận. Sư nhận được sẽ gửi biên nhận về cho ông. Hề có sách liền gửi ngay, nếu không có thì phải đợi có sách rồi mới gửi. Đừng gửi tiền sang Định Hải, Định Ba, khiến mệt chí đến cùng cực. Ngày 21 tháng 12. Lá thư số 137, thư trả lời cư sĩ Hoàng Bảo Việt. Hôm qua nhận được thư khổng ngăn cảm kích. Chuyện ấy đã làm mệt chí các hạ chịu lỗi khôn xiết. Ông đối phù chẳng chú trọng cho đỡ tốn kém, chỉ mong cho tâm nguyện này sớm được hoàn tất mà thôi. Nay đã chẳng thay đổi những gì đã bàn định trước đây, đã cho tiến hành gấp những việc ấy. Vẫn mong không lâu nữa các hạ sẽ lại tiến hành điều tra coi có thật sự in được hay không. Nếu chẳng điều tra, chắc sẽ đến nỗi nói rồi không xét tới, lại cứ chất đóng bỏ đó mà thôi. Còn chuyện in ra sách xong sẽ biếu tặng, quan thật sự chẳng cần đến, chỉ cần bảo người giao sách tới chùa Thái Bình, tiện dịp gửi một phần cho quan xem là được rồi, không cần nhiều. Hỏi đến chuyện sang đất Hổ, Thượng Hải thì sợ không có dịp nữa. Quan đã ngoài 70 rồi, đâu còn được bao lâu nữa, ở yên trong quan phòng đợi chết mà thôi. Nếu ra khỏi quan phòng thì tổn hại cho chính mình mà cũng vô ích cho người. Do vậy chỉ mong sớm vạn sanh, chẳng mong tới lui những chỗ đại chúng tụ hội nữa. Nguyện các hạ phát bồ đề tâm, hành phương tiện sự, khiến cho con cái phước huệ ngày càng tăng, có thành tựu lớn lao vậy. Ngày bùng chính, hôm qua tôi đã đem nguyên thư của ông gửi cho đối phù để ông ta được thỏa lòng khát vọng. Lá thư số 138, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ nhất. Hôm qua do Phổ Đà chuyển thư đến, biết đất Tần Thiệm Tây của tôi vẫn còn có người phát tâm mộ đạo, tu trì tịnh nghiệp, khổng ngăn vui mừng an ủi. Quan sống tại Phổ Đà 37 năm, do tuổi già khó thể thù tiếp, nên tháng 7 năm ngoái xuống núi tỉnh sang Hương Cảng. 2 năm trước đây có đệ tử nhiều lần thỉnh đã chấp thuận rồi. Bạn bè sợ vượt biển trúng gió chắc đến nội bị tổn thương, giữ lại bế quan ở Tô Châu, hết thảy mọi chuyện bên ngoài đều tà tuyệt. Các hạ đã đọc văn sau, hãy nên hành theo đó thì nhất định sẽ được lợi ích lớn lao. Đừng do đọc kinh Đại Thừa hoặc gặp những vị tri thức tông giáo mật vân vân liền vui thích sự sâu màu rộng lớn của những pháp môn ấy, và vì những khai thị ấy thân thiết cao xa huyền diệu bèn bỏ tịnh độ để tu hành các pháp môn khác, thì sẽ chẳng đến nỗi chỉ gieo nhân liệu sanh tử, quyết khó thể đạt được cái quả liệu sanh tử ngay trong đời này. Vì sao vậy? Vì hết thảy pháp môn đều cần phải tự lực tu trì đến lúc nghiệp tận tình không, rồi mới có thể liệu sanh tử. Nếu không, dẫu cho ông công phu sâu xa, kiến địa cao vời, công đức lớn lao,
nhưng nếu còn một mảy may phiền não chưa đoạn sạch thì vẫn là người trong luân hồi y như cũ. Đã ở trong luân hồi thì người từ mê tiến vào ngộ rất ít, kẻ từ mê tiến vào mê rất nhiều. Lại chẳng biết có còn gặp được Phật Pháp nữa hay không. Dẫu gặp được Phật Pháp mà chẳng gặp được Pháp môn tịnh độ thì vẫn y như cũ, không có thợ thoát khổ. Cậy vào tự lực để thoát sanh tử thì cả cõi đời khó được một hai người thành công. Cậy vào Phật lực thì muôn người chẳng sót một ai. Pháp môn tịnh độ dùng sự tín nguyện trì danh của chính mình để cảm Phật. Phật dùng thệ nguyện nhiếp thọ, ví như ngồi tàu thủy vượt biển, sức của chính mình chẳng thể sánh bằng được. Nhưng đã muốn liệu sanh tử gây trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để khuyến hóa cha mẹ, anh em, vợ con, xóm làng, thân thích, bạn bè, để bọn họ đều cùng được thấm nhuần Pháp, cùng tu tịnh nghiệp, thì công đức của chính mình càng lớn, chắc chắn được vạn sanh không nghi ngờ chi. Nếu ngoài mặt tỏ vẻ từ thiện, trong tâm ôm lòng độc ác thì tâm trái với Phật chắc chắn khó thể vạn sanh. Ví như uống thuốc chẳng thể uống chung với những thứ kỳ thuốc, nếu cùng uống sẽ có thể bị mất màng, không cách chi lành bệnh được. Nay gửi cho ông hai gói sách để làm căn cứ tự hành dạy người. Quan đã 71 tuổi rồi, tinh thần chẳng đủ, đừng thường gửi thư đến. Đã có văn sao gia ngôn luật làm chủ, các sách khác giúp thêm thì cũng chẳng thiếu sót tiếc nuối chi. Đây là nói về người thật sự vì sanh tử, chứ nếu muốn làm bậc đại thông gia thì sách trong cả thế gian đều phải nên đọc. Dẫu có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liệu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi. Ngày 18 tháng Giêng năm Dân Quốc 20, 1931. Lá thư số 139, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ hai. Thư và hai gói sách đều nhận được, sau này không cần phải gửi sách xuống phương Nam, vì thiện tín ở phương Nam in sách rất nhiều. Chẳng gửi cho nơi không có sách, lại gửi sang chỗ có nhiều sách, tức là đã làm chuyện ngược ngạo rồi đấy. Trong bộ Đạt Sanh Phước Ấu Hợp Biên đã in vào năm trước, ắt có bài Toa Thuốc Bí Truyền Trị Bệnh Sởi. Do vùng Quan Trung chúng ta không có sách ấy nên cũng không mong ông đi kiếm thử. Ông là người đã có tính tâm từ đời trước, muốn quy y thì hãy nên sốt sắng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, thì mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Thường thấy những kẻ học Phật cũng là giả vờ làm, chứ thật ra suy nghĩ, cư xử vẫn chú trọng nơi lợi, nơi dục, vẫn mê nhân mờ quả y như cũ, dối Phật lừa người. Những kẻ giả thiện ấy quả thật là lũ giặc trong cửa Phật, hãy nên răn dè sâu xa. Đừng nói đối với chuyện lớn chẳng thể dối mình lừa người, ngay cả nơi khởi tâm động niệm cũng phải chú trọng lòng thành. Nếu có thể chân thành chẳng dối thì lâu ngày chạy tháng ắt được người ta tin tưởng. Người khác đã tin tưởng thì thiên địa quý thần sẽ thường che chở gia hộ, khiến cho thường được tốt lành.
Huống chi Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có khi nào chẳng rủ lòng từ gia bị ư? Đường bộ ở đất tầng đây kia qua lại bất tiện, thật khó thể hội ngộ với người cùng chí hướng. Hãy nên bầu bạn với cổ nhân và thường đọc Văn Sao, Gia Ngôn Lục, An Sĩ Toàn Thư, vân vân, để giống như được một vị thầy kèm cặp, hàng ngày nhận lãnh giáo huấn, đức sẽ tự tăng tấn. Chớ nên giao du với những kẻ giả vờ là thiện nhân hoặc tu pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo, để khỏi bị họ lây nhiễm. Ông đã phát tâm quy y, nay đặt cho ông pháp danh là Đức Tấn. Tấn là tiến lên. Nếu có thể nương theo Phật pháp để tu trì, liền có thể dự vào bậc thánh hiền ngay nơi thân này, lâm chung lên cõi Cực Lạc, đấy gọi là Đức Tấn. Cần phải phát bồ đề tâm, tùy cơ khuyên dạy, sẽ có lợi ích lớn lao cho sự tu tập của chính mình. Hãy nên thường nói với bác gái của ông về lợi ích cách tu pháp môn Tịnh Độ, khuyên bà ta đừng học pháp của ngoại đạo, cũng như đừng niệm Phật để cầu phước báo trong đời sau, ngõ hầu bà ta được vạn sanh thì mới thật sự là đại hiếu. Phải biết chuyện liệu sanh tử chẳng thể coi giống như chuyện nhỏ nhặt. Đại Vũ là bậc đại thánh nhân, vẫn chưa thể giữ cho cha chẳng bị biến thành con hoàng nai. Chữ Hùng đọc thành âm nải, giọng ngang, tức là đọc thành nai, chính là con ba ba, tức là cua đinh ba chân. Cũng có người đọc là năng, nhưng đa số đều đọc thành nải, giọng ngang. Suy tưởng đến đây, chúng ta thật sự được may mắn không chi lớn bằng. Cũng nên tùy phần tùy cơ chỉ dạy người em thứ ba của ông. Từ nay về sau, chỉ nên đọc kỹ Văn Sao, vân vân, chớ nên tự tiện gửi thư đến vì quan không có sức chịu đựng. Văn Sao, Gia Ngôn Lục chính là niềm tin chung cho khắp hết thảy những ai chuyên tu Tịnh Độ. Nếu học tràn lan các tông thì chẳng phải là đương cơ để bàn luận rồi. Người đời nay nếu chẳng chuyên tu Tịnh Độ, dẫu có thể thông suốt kinh tàng sâu xa, triệt ngộ từ tâm, nhưng sanh tử xảy đến vẫn chẳng sử dụng được gì. Vì sao vậy? Nếu chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt phải đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp thì mới có phần liệu sanh tử. Chỉ thông đạt kinh luận, ngộ rõ tâm tánh, nhưng phiền hoặc chưa đoạn thì vẫn luân hồi y như cũ. Huống chi kẻ chưa thông hiểu sâu xa kinh tạng lẫn từ tâm ư? Niệm Phật liệu sanh tử hoàn toàn cậy vào Phật lực, do sức lực của lòng tin chân thật nguyện thiết tha của chính mình để niệm Phật, ngõ hầu cảm được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn. Vì thế có thể đới nghiệp vàng sanh, ông hãy dốc trí nhé. Lại nữa, hôm nay có một đệ tử nói mẹ và vợ ông ta năm ngoái cùng bị bệnh sốt rét 2-3 tháng. Do vậy tôi nghĩ bệnh này khá độc hại, nay tôi giới thiệu bài thuốc tuyệt diệu trị bệnh sốt rét, mong ông hãy ấn tống lưu truyền rộng rãi. Đấy quả thật là một đầu mối để lợi người vậy. Viết dưới đèn vào ngày 24 tháng 2. Toa thuốc thần diệu trị bệnh sốt rét: ô mai 2 quả, hồng táo 2 quả, hồ đầu 1 tuổi thì 1 hạt, người 10 tuổi liền viết 10 hạt, 11 tuổi liền viết 11 hạt, những người khác từ đây mà suy. Dùng một tờ giấy trắng viết 3 loại ấy gặp lại xếp thành lớp, trước khi bình sốt rét phát ra độ 1 tiếng, tức là 1/2 thời thần. Do trong làng quê không có đồng hồ nên phải nói là nửa thời thần,
quấn quanh bắp tay, tức phần trên bàn tay, phía dưới khuỷu tay, thì bệnh sốt rét sẽ chẳng phát ra, cũng chẳng cần phải mua thuốc. Chỉ viết tên ba thứ này quấn trên tay là được. Cần phải phân ra nam tả, nữ hữu. Lúc quấn đừng nói với người khác. Cách này cực hay, được chép phía sau bộ An Sĩ Toàn Thư. Do chữ quá nhỏ, sợ người ta chẳng để ý, đến nỗi chẳng được lợi ích thật sự. Ở Trung Hoa thời xưa chia một ngày đêm làm 12 phần, mỗi phần đó gọi là một thời thần, hoặc gọi tắt là thời. Mỗi thời thần bằng 2 tiếng đồng hồ hiện thời và được gọi tên theo địa chi, Tý, Sửu, Dần, vân vân. Lá thư số 140, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ 3. Nhận được thư mấy hôm trước, gặp đúng lúc phải vào chánh sách cho người bạn. Hơn nữa, người bạn ấy đã định ngày trở về. Người ấy ở Tô Châu, nói mùng 1 tháng 4 sẽ đi. Cuối tháng 3 đã phải giao sách, nên phải cắn theo kỳ hạn ấy để giao phó, khá là bận biểu, chẳng rảnh rang để phúc đáp được. Tiếp đó là ánh chụp được gửi tới, rồi đến bột sen để điểm tâm được gửi đến. Trong thư có bưu phiếu 12 đồng, đều nhận được cả rồi. Mười mấy hôm trước tôi đã bảo gửi thêm 10 gói sách, chắc ông đã nhận được rồi. Ông thật chẳng biết thời thế, từ xa mấy ngàn dặm gửi thức ăn đến, đôi bên mất công phí tiền, rốt cuộc có ích chi đâu. Chỉ xé cái bao này không thôi đã tốn khá nhiều thời gian rồi. Hộp đựng điểm tâm và món điểm tâm đều bị ép nát nhừ. Mấy chục năm qua quan chẳng thích ăn những thứ lặt vặt. Hệ có ai tặng cho bột ngó sen, bột sắn dây chưa hề pha tới, đem biếu hết cho mọi người dùng. Từ đây về sau, muôn phần xin đừng đem những chuyện này khuấy nhiễu tôi. Nhà ông có của ăn của để, sao lại vì nhận chức khu trưởng mà đến nỗi kết oán với bọn nhỏ nhen, gây hại cho mai sau. Nay may mắn vì niệm Phật mà từ chức, đấy cũng là do Đức Phật mở cái tâm cho ông, bảo vệ gia đình ông. Hãy nên sanh lòng cảm kích, thật tâm tu trì, chớ nên hữu danh vô thật, hoặc cầu hư danh thì lợi ích chẳng cạn đâu. Nếu muốn đề xướng, hãy nên biết cái thân là gốc. Nếu chính mình có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, lại còn bảo những ai thông hiểu văn lý, đọc các sách Văn Sao, Gia Ngôn Lục, An Sĩ Toàn Thư, vân vân, và kể với họ những chuyện niệm Phật cảm ứng trong cõi đời gần đây. Bọn họ lầm sâu chất độc của bọn Âu, Hàn, Trương, Hoành Cừ, Trình, Châu, Lý Nhị Khúc. Do vậy cũng chẳng thể không dần dần chuyển biến tà chấp của bọn họ để lòng họ hướng về chánh pháp. Điều quan trọng là làm cho hết thảy nam nữ ai nấy ở trong nhà mình thực hành đạo, giữ vẹn luân thường, niệm Phật. Đừng học theo thói của những kẻ đề xướng hiện thời. Trước hết xây dựng một cơ sở kiến trúc lớn lao, tốn kém chẳng ít, kêu gào người khác quyên tiền, người ta chẳng bội phục cho lắm. Huống hồ sự việc lớn lao không có người trông nom sẽ không được. Mướn người thì lương bổng phải lấy từ tiền quyên mồ, sẽ thành trở ngại lớn. Quan nói với ông một biện pháp tuyệt diệu nhất. Ở trong thôn hoặc chính mình có căn nhà trống thì dùng nơi đó để lập một cơ sở. Nếu không thì một ngôi miếu hoặc từ đường ở vùng phụ cận đều được. Mượn chỗ ấy để tiến hành
dùng bảng hiệu linh đồng có thể treo lên hoặc gỡ xuống dễ dàng. Ước định mỗi tháng một lần dặn nói cách tu và lợi ích của tịnh độ ở cơ sở ấy. Tuy chẳng thể cự tuyệt nữ nhân, nhưng ai tuổi tác quá nhỏ thì xin họ đừng đến nghe, để người ngoài khỏi sanh lời bàn tán, hoặc đến nỗi bọn cuồng đồ do vậy sanh sự. Ngoài ra, nếu ông không phải chuyển lo nghề nông, nghề buôn, nếu có một hai gia đình tin tưởng muốn cho thân quyến thuộc phái nữ của họ đều được hưởng lợi lạc nơi pháp, thì sẽ ước định kỳ hạn để mời đến nhà người ấy giảng diện pháp môn tịnh độ cho các bà, các cô. Gia đình đứng ra thỉnh phải có người đàn ông đã đủ độ tuổi hiểu biết thì mới nên nhận lời thỉnh. Nếu chỉ có nữ nhân hoặc bé trai hoặc ông già chẳng thể đi đứng được thì đều chẳng nhận lời thỉnh. Loại giảng diện ấy chớ để cho người ngoài đến dự, chỉ hạn chế trong vòng gia quyến của người đứng ra thỉnh và người trong nhà họ cùng thân quyến mà thôi. Đến nhà ấy hãy nên lập một pháp vị, tức là chỗ để giảng pháp, không cần phải bày tượng Phật, chỉ cần coi chỗ ấy như là chỗ Đức Phật ngự, liền hướng về chỗ ấy đảnh lễ một lạy, bảo người nghe cũng lễ một lạy, rồi liền ngồi diễn thuyết. Nói xong ra trước pháp tòa lễ một lạy, cũng bảo người mời ông đến giảng và người nghe giảng lễ một lạy, không ăn uống, không nhận cúng dường. Như thế mới khỏi bị dị nghị. Về sau nếu có ai muốn làm thì cũng phải giống như thế. Liên xã ấy nên đặt tên là Đôn Luân Liên Xã. Phàm những ai dự vào liên xã ấy và người duyện thuyết đều phải chú trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuần, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy đều chọn hết thiên chức của chính mình. Làm cha mẹ dạy dỗ uống nắng con cái quả thật là căn bản để thiên hạ thái bình. Muốn cho ai nấy chọn hết bổn phận mà không xuất sắng đề xướng nhân quả báo ứng, chắc chắn sẽ chẳng có hiệu quả thật sự. Ông làm được như thế, ắt sẽ có người khác nhìn theo làm lành. Ngoài ra chớ nên đắm níu đồng môn lung tung, dẫu bọn họ lấy tình đồng môn đến thăm hỏi, cũng đừng giao thiệp với họ ngay, vì hiện thời những kẻ giả danh người lành đông lắm. Nếu giao du bừa bãi, ắt sẽ mang lụy. Lời tựa và bạc cho liên xã, đợi khi rảnh rỗi sẽ viết rồi gửi đến. Đối với hai người em trai, ông nên đưa thư cho họ đọc trước, cho biết vì sao ông đã thấy họ xin quy y. Trước hết đem pháp danh gửi đi, bảo họ gửi thư đến lễ tà, để tôi tiện thể ban lời khai thị chân thật. Nếu chọn chẳng có mảy may sắp đặt nào mà tôi liền gửi lời khai thị tới ngay, sợ họ sẽ chẳng nghe, lại còn thiếu sót lễ tiết nữa. Nếu họ gửi thư đến phải dùng danh xưng đệ tử Ninh, pháp danh Đức, đảnh lễ, chuyện ấy cố nhiên không cần phải nói nữa. Nhưng có kẻ chẳng biết thời thế, muốn cầu quy y mà vẫn chẳng chịu dùng một chữ khuất mình, trở thành khinh pháp mạng người. Nếu chấp nhận cho kẻ ấy quy y thì đôi bên đều bị mắc lỗi. Quan già rồi chớ nên thường gửi thư đến. Những điều tôi đã nói với ông, hãy tham khảo thêm những điều đã nói trong văn sau để chăm trước mà làm. Đợi sau này chánh tính lục được in ra, sẽ gửi bao nhiêu đó cuốn để làm cho những kẻ lầm sâu thuốc độc đều ói sạch ra cả,
để làm một nhà nho chân chánh mới mẻ. Bọn Trình Châu không chỉ trái nghịch Phật pháp mà còn hoàn toàn trái nghịch tâm pháp của thánh nhân. Những kẻ phế kinh điển, phế luân thường, vứt bỏ lòng hiếu, không biết hổ thẹn, giết cha, giết mẹ ngày nay đều do bọn lý học đã phá nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi mà ra. Họ cho rằng có làm điều gì để làm lành thì chính là ác, ngăn cản cái tâm vui mừng, hâm mộ làm lành của người khác. Họ cho rằng con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, tức là mở ra con đường không kiêng sợ cho người khác. Thật ra họ muốn đối nghịch Đức Phật để Nho giáo được hưng thịnh lớn lao. Chẳng biết Nho giáo bởi đấy mà bị diệt vong, chẳng đáng buồn sao? Nhưng ông học vấn chưa rộng lớn, hãy cứ xuất sắc đề xướng pháp môn Tịnh Độ. Còn những chỗ đã phá, bài xích lý học hãy để từ từ. Nếu không chắc sẽ bị bọn hiệp hội câu nệ ám hại ngầm, chẳng thể không biết điều này. Mong hãy sáng suốt soi xét. Tôi một bề chẳng so đo, cứ tiện tay dùng giấy để viết nên khổ giấy lớn nhỏ bất nhất. Tờ giấy này dùng để dán vào cửa kiến trong mùa đông vừa rồi, vứt đi cũng đáng tiếc, vì thế dùng để viết thư cho kẻ chi kỷ. Người em thứ hai tên là Trung Vũ, pháp danh là Đức Hằng. Nếu con người vô hằng, tức là không có ý chí chẳng đổi dời, thì chẳng những không thể học Phật mà cũng chẳng thể làm người. Hãy nên dùng hằng tâm để nghiêm túc giữ luân thường đạo lý, hồng trọn hết bổn phận làm người. Lại còn dùng hằng tâm kiền thành tu pháp môn Tịnh Độ để thực hiện đạo tự lời, lời người thì gọi là Đức Hằng. Người em thứ ba tên là Hiến Vũ, pháp danh là Đức Phục. Bản tâm của chúng ta cùng bản tâm của Phật không hai, do mê muội nên ngược ngạo làm chúng sanh. Nếu có thể tận lực hành đạo, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận và pháp tín nguyện niệm Phật, sẽ khôi phục nguồn tâm sẵn có. Tức là như câu nói, thánh do mất niệm mà thành cuồng, nay vẫn dùng cái tâm này để cầu ngược lại, liền có thể khôi phục được nguồn tâm sẵn có, tức là khắc niệm thành thánh vậy. Xin hãy sao lại những điều này gửi sang cho họ. Ngày mùng 3 tháng 4 năm Dân Quốc 20 1931. Lá thư số 141, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ tư. Bài tựa duyên khởi cho Đôn Luân xã đã soạn xong, gồm 868 chữ. Văn tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật lời tổ, thật đáng để nương theo, chọn chẳng có nghĩa nào đáng ngờ. Hãy nên thỉnh người viết chữ đẹp, viết theo lối chữ khải. Nếu dùng lối nửa chữ hành, nửa chữ thảo, chan thêm kiểu chữ lệ, chữ triện, vân vân, thì chỉ có thể làm Phật gây sướng mắt cho người đọc, chứ không thể dùng làm căn cứ để lợi người. Vì thế muốn cho hết thảy mọi người hễ xem đến đều cùng hiểu rõ ngay, chắc chắn chớ nên dùng những kiểu chữ hành, thảo, triện, lệ. Hơn nữa mỗi chữ đều viết theo lối chánh thể. Phàm những lối tục thể, thiếp thể, phá thể đều thuộc loại khinh nhường, thiếu trang trọng, cũng chớ nên dùng. Lại có những người viết chữ thuê thường viết thừa nét hoặc viết thiếu nét các chữ, nhưng đều chẳng chịu sửa đổi, chỉ ghi chú ở cuối bài. Những lối viết ấy cũng đều chẳng đáng để noi theo.
Hãy sửa cho đúng thì văn lẫn nghĩa đều rõ ràng. Bọn họ chỉ mong cho đẹp mắt, không màng tới văn nghĩa, đấy chính là thói xấu của bậc đại thông gia. Nếu chữ nhiều thì dùng một chấm to chấm trên mỗi chữ, hoặc dùng một hình tam giác để đánh dấu bên cạnh. Nếu sót chữ thì viết chèn thêm vào chỗ giao nhau giữa chữ trên và chữ dưới, để vừa nhìn liền biết ngay. Hơn nữa, hãy nên chấm câu để ai nấy đều đọc thành câu trọn vẹn. Nếu chẳng chấm câu, lại gặp phải người chưa hề nghe đến Phật Pháp sẽ thật khó thể lãnh hội được ý nghĩa lời văn. Đối với những nghĩa được nói và người được nói trong bài văn ấy, hãy xem nhiều chức thuật tịnh độ sẽ tự biết. Do tinh thần không đủ nên chẳng thể sao chép cặn kẽ cho ông được. Bốn vị đại sư Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Phi Tích, Huệ Nhật đều là bậc hoằng dương tịnh độ ở đất Tần vào đời Đường. Muốn biết tường tận, hãy nên tra trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ tự biết. Mùng 5 tháng 5. Lá thư số 142, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ 5. Mùng 3 tháng này nhận được thư ông, biết ông vẫn chưa nhận được bài tựa cho Đông Luân Liên Xã được gửi bằng thư bảo đảm ngày mùng 5 tháng 5. Vì thế không trả lời ngay, chờ nhận được tin hồi báo rồi sẽ trả lời. Nay đã mùng 9 mà vẫn chưa nhận được tin, sợ bị thất lạc rồi, hoặc đã quên ghi. May là lần này vẫn còn giữ bạn nháp. Nếu chưa nhận được, xin hãy nói rõ cho biết, sẽ sao lại gửi đi. Người em trai thứ tư của ông, tuổi còn thơ bé, đã muốn xin quy y, tánh tình minh mẫn. Nếu chẳng giữ nết khiêm tốn thì chẳng những không được ích mà ngược lại còn bị hại. Những kẻ thông minh xưa nay phần nhiều đều mắc họa vì thông minh là do cậy mình thông minh rồi khinh người, miệt thánh, hoặc bán Phật, hủy Pháp, hoặc lầm lạc nảy sanh ý kiến ức đoán, cầu mong danh lợi trong đời này và hư danh sau khi đã chết. Chẳng biết đã thiếu đức khiêm cung thì thiên địa quỷ thần đều ghét, huống chi con người. Vì thế thường đều trở thành phường cuồng vọng, hoặc trở thành lũ gian ác. Nếu giữ lòng khiêm cung thì càng thông minh càng có lợi ích thật sự, ắt sẽ có thể nghèo cùng thì riêng mình thiện, hễ hiển đạt thì làm cho người khác được cùng thiện. Huống hồ có thể nương theo pháp môn tịnh độ trong Phật Pháp để tự lợi, lợi tha ư? Con ông sẽ có pháp danh là Tông Tâm, cháu ông sẽ có pháp danh là Tông Huệ. Do có thể chú trọng cái gốc nơi tâm, nơi huệ thì ruộng ấy sẽ thâu hoạch được. Nhỏ là hiền nhân, thiền nhân trong thế gian, lớn là thánh nhân xuất thế gian. Do chính mình có siêng năng cày cấy hay không, và cày cấy có đúng cách có được hạt giống tốt nhất hay không. Thầy Minh Đạo là đệ tử của người bạn Quang, là sư Chân Đạt, trước đây cũng quy y với Quang. Nhưng Quang thề chẳng thấu nhận đồ đệ nên theo xuất gia với người bạn. Hoàng Hàm Chi bận biểu gần chết, đừng gửi thư cho ông ta. Lời đề bạc cho Tam Dư Đường trong nhất thời chọn chẳng có lúc rảnh rỗi. Phàm diễn thuyết đều có chuyện lập pháp tòa, nhưng người nói đứng, kẻ nghe ngồi, chẳng những không hợp nghi thức mà còn kẻ mệt nhoài, người nhàn nhã quá mức, quyết chẳng thể theo cách ấy được. Hãy nên ai nấy cùng ngồi để nói, để nghe.
nhiễu Phật nhưng không thể nhiễu quanh Phật, chỉ có thể nhiễu quanh chức Phật thì cũng giống như nhiễu quanh Đức Phật. Niệm ra tiếng hay niệm thầm, đôi đằng đều có ích. Nhưng niệm rõ tiếng chẳng thể niệm lâu được, hãy nên phần nhiều chủ yếu là niệm thầm thì chẳng đến nỗi bị tổn thương thành bệnh. Chữ Nam Mô cả cõi đời đều đọc là Nạp Mồ, sao ông lại chiếu theo âm gốc của mật chữ để đọc? Công đức niệm Phật vô lượng vô biên, chẳng thua công đức niệm kinh. Giảm thọ để cầu phước thọ khỏe mạnh bình yên, sao bằng khuyên người ta niệm Phật ăn chay cầu sanh Tây Phương chẳng tốt hơn hay sao? Toa thuốc trị bệnh sởi đã gửi trước kia, tôi đã bảo một danh y xem xét. Ông ta nói toa thuốc ấy tuy hay nhưng cần phải xét coi bệnh tình như thế nào, nếu nhất loạt sử dụng cũng có khi bất lợi, vì thế chẳng cho in vào cuối sách đạt sanh biên nữa. Hiện nay hơi khó hiện được thân tệ quan, nếu có thể kiếm sống sẽ không coi làm quan là cao cả nhất. Lời ông nói tự hồ có lý nhưng thật ra tệ vô cùng. Cần phải phân biệt thân, sơ, gần, xa rồi mới đối xử bình đẳng với hết thảy thì rất tốt. Nếu từ trước đến nay chẳng phân biệt thì không có đủ sức để lo liệu thấu đáo, ắt sẽ coi thân giống như sơ, sẽ trở thành người chẳng bằng cầm thú. Từ nay trở đi ông ăn nói phải chăm trước cẩn thận, nếu không sẽ mang tội khiến cho người khác bị lầm lạc, họa ấy chẳng nhỏ đâu. Hả nên nói rối tung đạo lý hay sao? Những kẻ phế bỏ luân thường hiện thời, nói cha và con gái, mẹ và con trai đều có thể tự do luyến ái, cũng là ăn nói đảo loạn đạo lý, do thói tệ tự cho mình là đúng mà ra. Cõi đời rối loạn là vì chẳng biết nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi. Nếu như thật sự biết, đâu dám mặc tình làm càn để đời đời kiếp kiếp mang họa. Bài văn của Lưu Bá Ôn chính là bài văn hết sức phàm tục thiển cần, tuy nói có vẻ có lý nhưng huyết bồn kinh do tăng sĩ thô tục ngụy tạo để dụ dỗ kẻ ngu tục. Ông ta quả quyết đấy là kinh Phật, quả thật đã bộc lộ sự hiểu biết thiếu rộng rãi. Những điều khác đều là cường nói đạo lý, so với bọn Tống Nho đã phá bài xích nhân quả luân hồi thì điều cùng có tác dụng, khiến cho những gã nho sĩ chẳng cao minh mà muốn làm ra vẻ cao minh cùng bị hãm trong hầm sâu tà kiến nhưng vẫn chẳng biết. Nay có sách Chánh Tín Lục có thể chuyên trị căn bệnh của Tống Nho. Chất độc Tống Nho đã tiêu thì bài văn ấy của Lưu Bá Ôn còn có giá trị để nhắc tới nữa hay không? Sách ấy đã được sắp chữ xong xuôi, cuối tháng 7 hoặc sau Trung Thu sẽ gửi cho ông vài gói. Sách này được in bằng loại giấy in báo dày 40 mấy trang, phóng định giá tiền chừng khoảng 5 xu một cuốn, in trước 1 vạn bản. Nếu muốn tiêu chất độc Tống Nho, chỉ có sách này là hợp thời cơ nhất. Tâm niệm của ông cao đến độ những gì thánh nhân đã lập ông cũng không vừa ý, thấp thì cứ muốn hiền thân cứu người trong cõi đời cực loạn này. Ấy đều là do chẳng lượng sức mình, cho nên mới có những thứ chi kiến mong mỏi ấy. Thầy Minh Đạo bữa sau đi Thượng Hải, tôi bảo đem gửi Linh Phong Tông Luận cho ông. Tô Châu Kinh Phòng không có sách ấy. Ông xin khởi sự đặt ra thế lệ chọn pháp danh, kể ra mấy chục chữ húy
để sau này nếu có ai xin quy y thì phải dựa theo đó đặt pháp danh để khỏi phạm húy. Quan cũng không có lòng dạ đâu mà nhớ những chuyện ấy của ông. Ông lại còn đề nghị những pháp danh đã đạt cũng đều phải kê khai hết để khỏi đến nỗi đặt tên trùng lập. Quan đã không có môn đình nên chẳng nghĩ đến thường trụ. Tất cả những người quy y ngoài trừ những ai từng gửi thư đến hoặc có chuyện dính líu tới đều nhất loạt chẳng ghi sổ. Ông viết thư nói dùng 100 đồng để in 1000 bộ đặt sanh biên, lại dùng 10 đồng biểu quan xài vặt, lại đem 10 đồng để Hoằng Hoa Xạ ấn tống những văn bản phát nguyện dự giới. Số tiền còn dư lại đều dùng hết để in Gia Ngôn Lục. Số sách được in ra ấy sẽ được giữ tại Hoằng Hoa Xạ để tặng cho người khác, hoặc căn cứ theo số lượng để gửi sang huyện hộ. Sao ông chẳng biết tính toán như thế? Đủ biết rằng ông cũng mắc bệnh nói lời chẳng thật. Tôi không trách ông nói lời ấy chẳng thật, nhưng quá thật sợ ông trong hết thảy cách cư xử đều phạm phải cái bệnh hư trương thanh thế này. Món tiền 100 đồng ấy trừ đi khoản tiền dùng để in 1000 cuốn đạt sanh biên và chi phí gửi đi, lại trừ ra 20 đồng thì số còn dư cũng chẳng được mấy mà vẫn dùng kiểu ăn nói lớn lối đó ư? Tôi biếu sách cho người ta cũng chẳng dám ăn nói lớn lối với người ta, chỉ sợ người ta nói tôi mang tâm kiêu căng. Nếu người khác phạm phải bệnh này tôi cũng không nói. Do ông có lẽ cũng muốn là người tận tụy thực hành, do chuyện này chắc Bạch Khuê có viết nên chẳng thể không nói. Pháp danh hay bút danh có gì mà không viết được? Trang đầu tiên viết đặt pháp danh cho 2 đứa em trai, khiến chúng cùng nhờ ân Phật được thấm đẫm pháp nhuận, ân đức tột cùng, dẫu trời che đất chở cũng khó thể sánh với được muôn một. Sao mà chuộng những câu chữ rộng tích đến thế? Cái thói ấy chắc chỉ có thể sử dụng được trước mặt hoàng đế vào thời đại chuyên chế mà thôi. Sử dụng vào những chỗ khác sẽ chẳng thành lời lẽ gì đâu. Viết dưới đèn ngày mùng 9 tháng 6. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 13. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,